Xin chào toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền với máy trở thành Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 2 của khu tái định cư về máy Trân Thành. Và như cả nhà đã thấy thì cơ sở hạ tầng đang đồng loạt triển khai như cả nhà. Trục đường này trục đường D1 rộng 50m xuyên suốt dự án từ giai đoạn 1 311 ha qua quốc lộ 14, qua đường D3 và qua 3 trung tâm thương mại đường Hồ Chí Minh, chạy thẳng qua giai đoạn 3 2000 ha công nghiệp và trở về lại quốc lộ 13. Và ngay đây như cả nhà thấy đây là quốc lộ 14, chạy thẳng hướng này chúng ta sẽ về hướng Đồng Xoài. Và ngay đây là ngã tư giữa D1 và quốc lộ 14 như cả nhà. Và cái khu vực này thì Trọng Thơ còn 3 lô liền kề với diện tích mỗi nền là 5x30, thổ cư 100% và ưu điểm được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Mặt tiền đường nhựa 16m, tiền chúng ta xây dựng kinh doanh buôn bán được ngay như cả nhà. Vị trí đất ở ngay đây, ngay camera Trọng Thơ chỉ đây. Với giá hiện tại chỉ 9 triệu trên mét vuông thì quý hàng hãy nhanh tay sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp này nhé. Kế bên là siêu thị Hải Thành và cặp bên là trục đường D3 rộng 25m và đường thì đang được bo vỉa hè, đổ sỏi, đổ nhựa trong thời gian sắp tới. Đây cũng là một trong những yếu tố để bất động sản tăng giá. Hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854888 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất tại Bình Phước Trường Thành. Trọng Thơ xin chào và chúc quý hàng thành công của tập đoàn Megamart và những nhà bất động sản Sunderland nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.